Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ các thông tin chăm sóc sức khỏe tới cho các bạn. Và chủ đề ngày hôm nay của chúng ta đó chính là top 8 thực phẩm tốt cho tử cung của người phụ nữ như mọi người đều biết tử cung là một trong những cơ quan sinh sản vô cùng quan trọng của người phụ nữ một chế độ ăn uống lành mạnh sẽ tác động tốt lên tử cung và dưới đây sẽ là những loại thực phẩm bạn nên bổ sung vào chế độ ăn hàng ngày để giúp cho tử cung của chúng ta được tốt hơn một chất xơ chế độ ăn uống nhiều chất xơ giúp loại bỏ độc tố và các chất thải ra ngoài cơ thể Ngoài ra, chất xơ có trong chế độ ăn uống có thể loại bỏ estrogen dư thừa lưu trữ trong cơ thể của bạn và do đó góp phần ngăn cản sự hình thành nên u sơ tử cung. 2. Rau quả Như chúng ta đều biết, rau quả là một trong những loại thực phẩm cung cấp rất nhiều kali, canxi, magie cho cơ thể của chúng ta. Đồng thời, phytoestrogen là chất có khả năng cạnh tranh với estrogen nội sinh của cơ thể. Vì vậy, phytoestrogen có thể làm giảm nồng độ estrogen, giúp ngăn chặn sự phát triển của khối u trong tử cung. 3. Trái cây Trái cây là một trong những nguồn thực phẩm cung cấp lượng vitamin C lớn cho cơ thể của chúng ta. Đồng thời, hoạt chất bioflavonoid có trong trái cây cũng giúp cho tử cung của chúng ta được khỏe mạnh hơn, đồng thời là ngăn ngừa chứng u sơ tử cung. Bioflavonoid cũng ngăn ngừa ung thư buồng trứng và giúp cho hệ thống sinh sản khỏe mạnh. Hãy ăn nhẹ các loại trái cây giữa các bữa ăn chính khi bạn cảm thấy đói. 4. Các sản phẩm từ sữa. Các sản phẩm từ sữa chúng ta có thể kể đến như là bơ, sữa tươi hay là sữa chua. Trong những loại thực phẩm này có chứa nhiều canxi và vitamin D. Trong khi canxi giúp cho xương của chúng ta được khỏe mạnh hơn, đảm bảo sự phát triển của xương thì vitamin D là một trong những hợp chất quan trọng ngăn ngừa chứng u sơ tử cung. Đặc biệt, bạn cũng phải cần vitamin D để chúng ta hấp thụ canxi được tốt hơn. 5. Trà xanh không quá lạ khi trà xanh nằm ở trong danh sách những loại thực phẩm tốt cho tử cung. Như chúng ta đều biết thì trà xanh có tính chất chống oxy hóa vô cùng cao và nhiều nghiên cứu đã chứng minh ra rằng đối với những người phụ nữ bị u sơ tử cung, sử dụng trà xanh trong vòng 8 tuần có thể làm giảm triệu chứng cũng như là ngăn chặn sự phát triển của u xơ tử cung. Vì vậy, hãy bổ sung trà xanh vào trong chế độ ăn uống hàng ngày của bạn. 6. Chanh. Như các bạn đều biết chanh chứa rất nhiều vitamin C và vitamin C thì vô cùng có lợi cho cơ thể của chúng ta. Và điều đặc biệt, vitamin C còn tăng cường khả năng miễn dịch cho tử cung, đồng thời là ngăn ngừa virus vi khuẩn xâm nhập vào trong tử cung. Và cách tốt nhất để chúng ta sử dụng chanh đó chính là bạn hãy uống nước chanh tươi hàng ngày như một loại thức uống bình thường. 7. Các loại rau cải. Các loại rau xanh như là rau cải, rau bó xôi hay các loại rau họ cải thì vô cùng tốt cho sức khỏe của chúng ta. À những loại rau này thì cung cấp cũng như là cân bằng kiềm ở trong tử cung, đồng thời là cung cấp các dưỡng chất cần thiết và đối với những người phụ nữ đang trong quá trình mang thai, sử dụng rau xanh thường xuyên thì sẽ cung cấp các dưỡng chất cần thiết cho thai nhi. Và chính vì vậy đừng nên bỏ qua rau xanh ở trong bữa ăn hàng ngày của bạn. Ngoài ra bạn cũng nên ăn đa dạng thêm nhiều loại rau xanh khác ngoài các loại rau kể trên để tăng hấp thu tất cả các dưỡng chất cần thiết. Trong đó có axit folic để đảm bảo cho tử cung sẵn sàng nuôi dưỡng thai nhi khỏe mạnh. 8. Các loại hạt Các loại hạt đóng vai trò giúp cơ thể sản sinh tối ưu các hóc môn nên ăn các loại hạt như hạnh nhân, hạt lanh và hạt điều vì các loại hạt này rất giàu axit béo omega 3 và cholesterol tốt. Vừa rồi là 8 loại thực phẩm tốt cho tử cung. Và với những loại thực phẩm này thì chúng ta có thể bổ sung vào trong chế độ ăn uống hàng ngày của mình để chúng ta có một tử cung khỏe mạnh hơn. Và hy vọng với những thông tin mà Kiều Anh chia sẻ trong video ngày hôm nay thì đã giúp cho các bạn biết được cách chăm sóc tử cung của mình, đồng thời là cung cấp những loại thực phẩm gì để đảm bảo dưỡng chất cho cơ thể có một tử cung khỏe mạnh hơn. Và chúc các bạn có một sức khỏe dồi dào, bình an. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau.